Trong hai ngày 20 và 21 tháng 7 vừa qua, mặc dầu không khí vô cùng nóng bức, tại Mandalay Bay Conference Center ở Las Vegas đã diễn ra cuộc triển lãm Cosmoprof 2009 cho ngành thẩm mỹ toàn thế giới, với sự tham dự của hàng ngàn quan khách khắp nơi quy tụ về để tham quan và sưu tập các sản phẩm mới cho thương vụ của họ. Trên 500 công ty mỹ phẩm, các nhà sản xuất trang thiết bị cho ngành thẩm mỹ đến từ nhiều quốc gia đã trưng bày và giới thiệu những mặt hàng và dịch vụ mới của họ trong khung cảnh rất tráng lệ. Điểm đặc biệt đáng lưu ý kỳ này là các công ty mỹ phẩm và trang thiết bị do người Việt Nam làm chủ cũng đã có mặt và trình bày những gian hàng rất trang trọng và hấp dẫn. Một số ý tưởng mới giới thiệu đến khách hàng kỳ này là các mẫu mã thanh lịch, chất lượng cao, giá cả phải chăng và đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn cho các tiệm nail. Ngày hôm nay, khi khách hàng của ngành thẩm mỹ không chỉ đòi hỏi các tiệm nail làm cho mình những bộ móng tay đẹp, mà họ muốn đến tiệm nail để thư giãn sau những ngày làm việc mệt nhọc. Nhu cầu thay đổi cách trang trí, sử dụng các trang thiết bị hiện đại và sản phẩm thiên nhiên để giảm thiểu các phản ứng của hóa chất ngày càng trở nên quan trọng đối với các tiệm nail. Anh Quý Tôn, Tổng Giám đốc công ty T4 Spa Concepts and Design cho biết. Thưa anh Quý, thì thấy cái gian hàng trưng bày ngày hôm nay rất là lộng lẫy với những cái tảng núi đá rất là đẹp. Thì mất bao lâu anh Quý mới chuẩn bị được cái chương trình mà như vậy thưa anh? Dạ thưa anh, công ty mất khoảng 8 tháng để design cái chương trình trade show ngày hôm nay. Và nếu mà đã mất tới 8 tháng như vậy đó thì anh Quý có cái gì đặc biệt trong cái chương trình show này để triển lãm cho bà con ngành thẩm mỹ của mình biết vậy thưa anh? Dạ thưa anh, công ty xin giới thiệu sản phẩm mới cho cái ngành nail của chúng ta là sản phẩm thiên nhiên. Và ngoài ra là những cái concept mới là rất là vệ sinh, an toàn và cách nào để mình build cái income của tiệm nail nó tăng lên. Và cái chương trình mới nữa là Magic 501 sẽ introduce trong cái trade show này. Và có những cái lớp dạy cho ngành nail chúng ta thêm. Có hai cái bồn mới introduce là bồn iSpa là được free cái iPod, là khách hàng có thể lắng nghe những cái music, favorite music của họ. Và rất là đẹp với cái design là W Spa concept của bên này. Và cái bồn kiến mới là có chân ở phía ngoài để cho thấy cái vệ sinh an toàn và cái lộng lẫy của cái bồn kiến được làm tại nước Mỹ này. Chúng tôi cũng có dịp tham quan quầy trưng bày của công ty Luxor, một công ty Việt Nam rất quen thuộc trong ngành nail. Nói về cuộc triển lãm kỳ này, anh Nick La, đại diện công ty cho biết như sau. Thì năm nay thì nó rất là đặc biệt tại vì hãng Luxor của mình ra một cái system cho ghế nó kêu bằng autofill. Cái autofill system này đó thì nó cũng rất là good là tại vì mốc là thở vô, họ mở nước lên thì họ không sợ tràn nữa tại vì nước nó đầy tới mức là tự tắt. Thì không có cần worry bao nước tràn rồi hư floor này kia. Với lại năm nay mình cũng có mấy cái mẫu mới cho mấy người đại lý của mình. Một cái ghế mà mẫu mới của mình đó là mình mấy cái footrest nó đi một miếng hết, vệ sinh rất là dễ chùi. Nó không còn mấy khẻ mà nước nó sẽ gớt vô mà mấy cái bụi trong để mình khó chùi. Trong lúc bộ y tế của các tiểu bang ngày càng kiểm soát gắt gao về vấn đề vệ sinh an toàn trong lĩnh vực làm móng tay nước, công ty Luraco đã giới thiệu đến khách tham quan những loại máy quạt nước đơn giản, hiệu quả và đảm bảo an toàn vệ sinh cho các ghế spa. Ông Tom Phạm, tổng giám đốc của công ty Luraco cho biết. Hai những cái gì mà stable người ta đang focus vào, người ta phạt những cái salon rất là nặng về vấn đề mà khử trùng đó anh, thì cái vấn đề vệ sinh là rất là quan trọng. Do đó Luraco thì vừa mới ra một cái jet, thưa anh, và giới thiệu rất là cái jet 500 phải nói là rất là tự tin của Luraco. Các khách tham quan cũng rất vui và tự hào khi thấy được sự phát triển và lớn mạnh, tạo thế đứng vững chắc của người Việt trong ngành thẩm mỹ. Tại vì có thấy rất là nhiều tiệm Việt Nam ở đây, chẳng hạn như T4 hoặc là Luxor, rất là nhiều, vâng, bởi rất là vui. Chúng tôi cũng thấy nhiều đại lý, các tiệm bán sỉ và lẻ của người Việt Nam khắp nơi cũng đến để tham quan. Dạ thưa, tại vì em có cái tiệm showroom là STT Pedi Spa nằm ở trong chợ Hồng Kông 4 và em tới đây hầu như là mỗi năm. Thúy Hằng,
có mua về những cái sản phẩm mới nào để giới thiệu cho khách hàng ngành thẩm mỹ trong vùng Houston của mình không? Dạ thưa anh, thì có chứ, em sẽ mua cái natural products là những sản phẩm thiên nhiên về, rồi em sẽ giới thiệu với khách hàng của em á, là những mẫu mã mới của Pedicure Spa. Một sự tình cờ lý thú là chúng tôi gặp được nữ ca sĩ Thiên Kim tại đây và có một cuộc phỏng vấn ngắn với cô. Mình cứ nghĩ là về ngành nail thì là những cái gì mà cái tiệm nhỏ nhỏ mình chỉ nhìn thấy thôi. Nhưng mà khi mà đi đến đây thì Thiên Kim rất là ngạc nhiên, nên là vì không có ngờ là đây là một cái trade show của toàn thế giới. Nhưng mà người Việt của mình á, làm rất là phát triển trong cái ngành này, và họ đưa cái ngành này lên một cái level khác rồi anh. Buổi triển lãm Cosmoprof 2009 đã kết thúc vào lúc 5 giờ chiều ngày 21 tháng 7. Quốc Văn tường trình từ Las Vegas.